Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ có mục tiêu là hoàn thành một cái set đồ mà full dòng sửa chữa luôn. Thế nên mình cần phải chuẩn bị thật là nhiều những cái ngọc lục bảo nè, để mình đi shopping ha. Rồi, ngọc lục bảo ra có, sách thì cũng có ở đây luôn. Và mình sẽ mang theo cái đe để tiện cho cái công việc ghép vô cái set đồ của mình. Rồi bây giờ thì chỉ cần chúng ta đi qua một cái ngôi làng gần nhất thôi. Và một cái ngôi làng gần nhà mình nhất nó nằm ở phía bên này, cũng là hướng mà lúc mới vào game á mình gặp được ngôi làng luôn. Đây, nó nằm sát bên nhà mình nè. Đó, chúng ta đã thấy được ngôi làng rồi. Ui, nhưng mà bây giờ là ban đêm nha, nên có thể là xung quanh làng sẽ có zombie. Chính xác. Ui, hợp sức với mấy chiến binh giết giùm bay mới được. Còn con nào không? Ok, an toàn. Và ở đây có một bác dân làng được canh giữ rất là an toàn á. Và bác này sẽ bán cho mình quyển sách sửa chữa. Quá trời quá đất ơi. Thôi để cho mấy anh chiến binh làm việc bảo vệ dân làng đi. Mình sẽ tiếp tục với công việc ha. Mình sẽ tốn rất là nhiều những ngọc lục bảo nếu như mình không có sử dụng cái bùa giảm giá ha. Ở đây mình có một cái totem này, nó sẽ giúp mình có được một cái dòng gọi là người hùng của ngôi làng ha. Và với cái dòng này thì mình có thể giảm giá được bao nhiêu đây? Từ 38 giảm xuống 18 thôi. Rẻ được tới 20 ngọc lục bảo lận. Quá là tuyệt vời. Vậy thì cứ thế mà mua thôi. Một quyển, hai quyển nè, ba quyển rồi. Mua hết luôn á, hôm nay mình chơi sạch túi luôn. 5 quyển nữa nè, 6 quyển, 7 và 8 quyển luôn nha. Hôm nay chơi lớn một lần, 8 quyển sách sửa chữa mang về dùng. Ở đây còn nữa nè. Còn thì mình mua tiếp luôn. Bỏ vô mua tiếp. Mua thêm được giảm giá rồi, giờ giảm còn 15 thôi. Ui, lại giảm giá nữa. Quá đã luôn, và mình mua được tới 10 quyển sách sửa chữa. Chiến này ép vô đồ đã luôn nha. Rồi sau khi bác này hồi phục lại thì sẽ bán cho mình sách nhạc ba. Ồ, nhạc ba thì mình đã có một quyển ở nhà rồi nên mình không cần phải mua thêm đâu. Giờ thì trước mắt là mình sẽ ép vô cái set đồ cho random của mình cái dòng sửa chữa ha. Đây, ép vô hết. Nón nè. Rồi tới áo, tới quần, và một cái đội ổn nữa là full set đồ. Còn dư ra 6 quyển mang về nhà, trong tương lai mình sẽ tiếp tục ép vào những món đồ cần thiết nữa. Rồi, giờ thì công việc ép đồ đã xong và mình sẽ mặc lại set đồ này. Lúc đó dùng thì sẽ không bao giờ sợ hư nữa, tại vì nó sẽ sửa bằng kinh nghiệm mình có được trong chiến đấu ha. Rồi, giờ thì chắc hôm nay mình sẽ có một chuyến khám phá riêng để mình đi tìm ra những cái vùng đất mới. Ở trong đây cái phần nhiệm vụ ở trên mặt đất á, ở trên Overworld á, mình còn khá là nhiều nè, để mình đáp xuống mình điểm sơ qua mới được. Mình sẽ điểm sơ qua phần nhiệm vụ. Đây, mình chỉ mới tiêu diệt được cái chiến binh giáp sắt thôi. Mình vẫn chưa tìm được cái tên tộc trưởng Barako nè. Rồi cái con ếch băng nè. Còn khá là nhiều ha. Thế nên hôm nay thì mình gán mình tìm trước mắt là cái vùng sa mạc hoặc là vùng băng đi ha, một trong hai vùng đó, để mình làm những cái nhiệm vụ mới được. Chứ không rài mình hơi bỏ bê cái phần nhiệm vụ đó ha. Ủa? Ở đây nó có cái này là cái giếng hả? Hay là cái gì nữa? Nhìn quen vậy ta? Hình như lúc mới vô game mình cũng gặp được một cái công trình giống như vậy. Nó kêu mình nhảy dưới hả? Jump. Ui sao mình nghi ta? Mình nhảy dưới cái nào hết lên không? Nó bốc ra cái làn khói đen đen vậy á. Hồi mình nghi nó bịp mình lắm. Ở dưới mình thấy là không có ruộng rồi. Mà ghê ghê thiệt, tự nhiên ở dưới bốc khói đen lên quá trời quá đất luôn. Hơi đáng sợ ha. Phía xa xa đằng kia là một cái ngôi nhà. Thôi luôn, vô lộn nhà rồi, đây là nhà của hai vợ chồng hung dữ. Không biết bây giờ, chắc bây giờ vẫn hung dữ như mọi khi chứ đâu. Biết ngay mà. Xuống đây,
Không xuống đây. À xuống xịt. Trời. Xuống thiệt gãy chân ơi. Mình vẫn chơi mà xuống thiệt hả? Sung chưa? Sung thì ha, đánh đổi thôi, gãy chân chứ sao? Hết chuyện không? Rồi. Mỗi lần tới đây là mệt mỏi à, nướng ít thịt heo đi. Mình sẽ lên đây để kiếm thêm chút đồ ha. Trên đây cũng có đồ đấy. Đó, rất là nhiều thứ ăn mang về luôn. Quá đã, quá đã. Có thêm táo để làm táo vàng rồi. Kể cả có thêm ngọc lục bảo và một cái boomerang nè. Cái này mình ném cũng vui vui á. Tạm tạm đi. Rồi, dưới đây thịt heo nướng tới đâu rồi? Trời đợi lâu quá, đi tiếp thôi. Ê, phía trên cao hình như nó có. Ê, khoan 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 khoan. Hình như đây là một con tàu đến không? Wow, con tàu này bự lắm. Cái động cơ nó kìa khổng lồ luôn. The Imperial Mat. Cái này mình giống, mình thấy nó giống như một cái phi thuyền trên không á. Ôi, quá giật, quá giật, quá giật, quá giật. Nó có những con phantom và cái lồng spawn mình phải đập, đập lẻ mới được. Hên là mình đi tới chỗ này ban ngày nên nó cũng đỡ nguy hiểm. Phía bên trong còn rất là nhiều những cái lồng spawn cơ. Mình sẽ vô trong để đập lẻ nha. Nhanh chân lên, đáp, đáp, đáp. Xong. Quy đờ hả? Hôm nay mình có kiếm mạnh rồi. Giáp cũng mạnh nữa. Đừng có nhờn. Rồi nó mặc giáp nè, đờ rít luôn. Ghê đấy. Mình hiếm hoi lắm mình mới có giáp mặc mà nó. Nó được trang bị tận răng luôn kìa. Cái này giống như là cái ghế của cái tên thuyền trưởng nhớ nè. Rất là giống ha. Cái này mà gần nhà mình là chắc chắn mình sẽ chiếm đóng làm căn cứ luôn. Tại vì nó xây rất là đẹp. Mà trên không nữa nên sẽ rất là an toàn cho mình. Và mình thấy ở đây có một cái rương nè. Chắc mình sẽ kiểm tra thử luôn. Rồi, kim cương. Elixir Pen, cấp độ 3. Cái này là tăng sát thương cho những cái tên Elixir các thứ á. Cũng tốt đấy chứ. Ngon ngon, có gì mình tách ra mình ép vô kiếm mình ha. Đánh cho nó mạnh. Rồi, ở dưới còn rất là nhiều những con xương. Mình sẽ tiêu diệt từ từ để đi xuống dưới cho nó an toàn. Còn đông lắm. Đủ thể loại luôn, Ripper cũng có luôn. Đừng, đừng, đừng có hỗn láo này mấy con này. À, bắn cung hụt hả? Ở dưới còn đông lắm nha. Mình thấy ở dưới nó như mở hội luôn á. Quá trời đông luôn. Rồi. Không biết là có cái cách nào để mình kháng độc quy đờ không ta? Để mình xem coi coi có công thức nào làm những cái bùa không nha. Hoặc là những cái nhẫn chẳng hạn. Ring. Mình coi coi có cái nhẫn nào không. Ồ, ở đây có rất là nhiều nhẫn nè. Ồ, một xíu nữa mình rảnh mình sẽ xem thông tin từng chiếc nhẫn coi coi chiếc nhẫn nào mà nó cho phép mình kháng được độc Wither không. Hoặc là độc thường cũng được. Để mình chế tạo rồi trong tương lai mình sẽ trở lại nhiều công trình mà nó sẽ cần những chiếc nhẫn kiểu như kháng được các loại độc ấy. Và tầng dưới này tuy rộng thiệt nhưng mà nó không có rương ta. Ủa, cái này nó rộng rồi, nó không có rương rồi. Hơi đáng tiếc, hơi đáng tiếc. Bây giờ mình sẽ trở lại phía bên ngoài này để kiểm tra coi còn cái rương nào mình bỏ sót không. Cái này là phòng bếp rồi. Nè, có cái rương này nè. Tiếp tục là thức ăn thôi. Như vậy chắc phải đi vô chỗ trung tâm thôi. Ở đây hơi nhiều quá nha. Xương đen, xương đen nè. Quá trời quá đất ơi. Ripper nữa. Góc hẹp như vậy có Ripper là hơi khó chơi đấy. Rồi đánh bại được Ripper rồi. Con zombie kia nó đánh mình nó gây ra hiệu ứng gì á. Ở dưới sau cột 3-4 con Ripper kìa. Trên thuyền mà sao trên con tàu này mà sao nhiều Ripper thiệt luôn. Ấy rồi nữa. Thôi xong rồi, còn gì nữa đâu.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu luôn á. Công tình mình gìn giữ từ nãy tới giờ nó bị con Ripper phá rồi. Không đỡ nổi luôn. Khó đỡ thiệt sự. Thiệt luôn á chứ. Ripper quậy nè. Tại Ripper không á. Ồ, ở đây nó có rương mà nó giấu lòng spawn nè. Thảo nào. Rồi vô đây. Mấy con này vô đây. Mình sẽ kiểm tra rương ha. Cho thêm kim cương. Ba lô. Vàng. Bông Wither nữa nè. Ờ, thuốc hồn máu tức thì. Được á, được á. Cái lọ thuốc này thì cần thiết nè. Và mình sẽ kiểm tra thêm một vòng nữa ha. Như vậy thì nó cũng sẽ có rương, nhưng mà rương nó giấu hơi kỹ một xíu thôi. Nè, bên đây còn có lòng spawn nữa nè. À, con này đội nón slam. Nên nó đội cái nón slam. À không, nó đội con slam trên đầu. Ồ, nó đội con slam trên đầu luôn. Những cái góc phòng nó đều có lòng spawn nha. Thì ra đây là lý do mà nãy giờ mình thấy quái nó xuất hiện liên tục. Này, cầm hoa Wither hả? Nó cầm hoa nó đánh mình. Này thì cầm hoa. Rồi nó cho mình Void Netherite. Ngon. Trời ơi, cho mình một Void Netherite luôn. Hai cái trứng rồng. Kinh nghiệm nè. Áo vàng để ăn. Kiếm nhặt ba. Rồi hết thứ xịn rồi. À, như vậy thì góc phòng vẫn cho mình đồ xịn nha. Quá đã. Góc phòng bên đây còn không? Hình như hết đường đi rồi. Rồi luôn. Hình như mình đi tới cánh đồng hoa hồng hay sao nè. Xung quanh mình toàn là hoa hồng. Ê. Nhiều hoa hồng thiệt sự luôn á. Bên cạnh đó thì đằng kia còn có một cái ngôi làng nữa hay sao cơ. Chính xác, đó là một ngôi làng luôn. Ngôi làng có thiết kế đẹp á chứ. Kiểu men theo cái vách núi ấy. Được á nha, được. Mình đánh giá cao cái thiết kế này. Ban ngày làm việc, chiều ra ngắm cánh đồng hoa hồng là bá cháy rồi còn gì nữa. Mình thử mình tìm coi có bác vẽ bản đồ không. Mình nghe nói trong đây có một số bác vẽ bản đồ dẫn tới những cái công trình xịn lắm. Coi có bác đó không nha. Bác vẽ bản đồ là bác đeo một cái kính màu vàng vàng ấy. Thường thường là vậy. Ở đây coi. Phải bác ấy không? Còn bác này là chưa có nghề. Ui, có vẻ là ngôi làng thì không có rồi. Đáng tiếc vậy ta. Chắc mình sẽ... Ê, cái vụ gì vậy? Cháy rừng rồi. Không. Trời ơi. Bây giờ là xung quanh mình toàn là lửa. Ê. Hết hoa hồng rồi tới lửa rồi. Mình không có dập kịp đâu. Mình khám phá lẹ xong mình còn chuồn nè. Để không mang tiếng nữa. Chứ mỗi lần cháy là mấy bác dân làng lại đổ lỗi cho mình là chết luôn á. Không có bác vẽ bản đồ ở đây rồi. Nó chắc mình té đây. Hay da. Xui vậy. Rồi bên đây là hình như là chỗ của mấy Ủa, của bác dân làng hả? Ồ, cái này giống như là ngôi làng du mục vậy á. Không có điều kiện xây nhà, chỉ xây được mấy cái lều thôi à. Trời ơi, vậy là ngoài những bác dân làng có nhà ở thì còn có một số bác thích ở trên núi như vậy. Đúng là kiểu sống theo kiểu hoang dã luôn á. Làm bạn với thiên nhiên. Rồi, và trên đây thì có vài cái lều à. À, có cái lều trại này coi có gì không. Không có rương. Mấy bác này còn chưa học được nghề cơ, toàn là mấy bác thất nghiệp thôi. Còn đằng kia là gì nữa? Mình thấy có lửa trại bốc lên kìa. Ồ. Quen. Nhìn quen. Hình như trên cao có rương đúng không ta? Nếu như mình nhớ không lầm là trên cao này thường thường sẽ có rương đấy. Nè. Đáp vô. Chính xác là như vậy. Cái gì chứ mấy cái rương là mình ưa nhớ lắm. Đấy. Đồ free mà, lụm thôi. Xong, té thôi. Rồi, và nãy giờ thì mình đi cũng được một đoạn khá là xa rồi đó. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy bất kỳ cái vùng sa mạc hay là vùng băng giá nào. Không biết là hôm nay mình có tìm được hay không nữa. Cầu mong là mình sẽ tìm được ha.
Ủa, cái vụ gì ấy? What the hell? Mấy tên cướp làng tập bắn của kìa. Nó bắn toàn cái sọt không à. Tưởng tượng cái hình nộm nó là mình đi, nó bắn toàn vô đầu không kìa. Trời ơi, thì ra mấy tên này được huấn luyện bài bản vậy sao kìa. Ghê vậy. Cắn ngắn nha. Ủa, thôi, té, không chơi. Sợ thiệt. Mình nhìn thôi là mình thấy ớn ớn rồi đó. Kinh khủng vậy. Lúc đầu thì mình cứ tưởng mấy tên đó chỉ là những tên cướp làng bình thường thôi, nhưng mà bây giờ thì đã biết tập luyện khả năng bắn rồi. Hình như mình tới sa mạc rồi. Ủa? Ui, con cá này nó bị gì vậy? Hay là con cá này là con cá lâu năm ta? Oh, well. Cá này cá voi. Bị gì á? Hay là nó có đốm đốm sẵn gì ta? Chắc là tự nhiên á, chứ không phải là bị gì đâu. Chắc mình nghĩ hơi sâu xa rồi. Trong cái này thì có que hả? Ok. À, cạnh cái vùng này còn có một con thuyền cướp biển cả. Đó là những cái tên cướp cái băng cướp biển yêu màu tím ha. Gần nhà mình cũng có một con tàu giống như vậy. Ở trên sa mạc để mình coi có cái bộ tộc OT không. Mình cần tìm cái tên thuyền trưởng á. Ủa gì, tên tộc trưởng, chính xác hơn là tên tộc trưởng Baraco. Có cái tên không à, mà không nhớ nổi luôn á. Rồi lại thêm một cái nhà nữa đây. Cái nhà ngay vách núi nè. A good place. Oh, cái ngôi nhà khá là yên bình ha. Ở cạnh vách núi luôn. Không biết trên này có gì không ta. À trên này. Ồ, có rừng nè, có rừng. Úi sao tụt ơi. Trèo quá, nhảy quá. Cho mình thêm táo, mang về làm táo vàng thôi. The good play hả? Nơi này cũng tốt đấy, nhưng mà mình nghĩ nó không tốt bằng cái con tàu lúc đầu mình khám phá đâu. Mình thấy con tàu có vẻ là nó tốt hơn á. Còn phía bên đây là một ngôi làng ở vùng Savannah nè. Bây giờ không chỉ mình gặp được sa mạc đâu, mà mình còn gặp được cái vùng đá đó là đá cam hay sao ấy. Ô, bác này bán gì đây? Bác này là cưa gỗ hả? Ừ, bác này làm nghề cưa gỗ. Coi có bác dễ bán đồ không? Hình như không có. Nếu mà không có chắc sau này mình phải... Ơ, đây. Hình như bác này nè. Ồ, không phải. Bác này là kiểu... Đúng không ta? Ocean Orapher. Coi có bác nào bán cái bản đồ không? Cái bản đó mình đổi á. Mình đổi từ từ, bác ấy sẽ bán cho mình những cái bản đồ xịn hơn dần dần á. Wow, ở đây còn có cái dòng gì đây? Hình như ngôi làng này còn có khu vực đi xuống lòng đất nữa. À, hiểu rồi ha. Vậy là lúc trước mình khám phá những cái chỗ giống như vậy nè là của ngôi làng làm. Đúng rồi. Bảo sao nhìn nó quen thuộc quá. Rồi đây có cục waystone luôn. Tới công chuyện luôn. Mượn thôi. Rồi, và nếu mà không có bác dân làng ấy thì mình sẽ tiếp tục hành trình tìm cái tên tộc trưởng nha. Không biết là tên tộc trưởng nó có trên núi không ta. Mình sợ là không có trên núi ấy. Ngoài ra trên vùng Savannah có rất là nhiều voi luôn nè. Wow. Ok, lỡ rồi. Bay thêm vài vòng nữa mình sẽ kiểm tra luôn. Tại vì hiếm lắm mới gặp cái vùng Savannah này nè. Ấy. Mình vừa phát hiện một cái này rất là hay nè. Đây là một em bò cho mình cái hiệu ứng Sunny. Bò mà có một hoa trên đầu nè. Bò hoa. Giống bò này hơi bị hiếm nha.
mình có một cái xô để mình đổ nước ra mình múc thử có được cái gì không, hay là cho sữa bình thường? Vẫn cho mình sữa bình thường á. Ra là vậy. Cứ tưởng cho mình cái xô sữa đặc biệt chứ. Khá là hay á. Nói chung thì mỗi chuyến khám phá đều phát hiện một thứ mới mới vậy thì hay, rất là đã luôn. Rồi bây giờ thì mình đã tới một cái vùng gì nữa nè. Cái vùng có những cái cây đại thụ ha. Coi cái cây này là cái gì. Cái này cây bao báp nè. Hôm nay mình còn gặp được cây bao báp ở trong Minecraft cơ. Mình đi vô bụi cây rồi. Hàng gì thấy nó to thiệt cơ chứ. Đúng to luôn. Thôi bên đây ra biển rồi. Mình muốn đi đi vô trong đất liền chứ không muốn ra biển đâu. Rồi khỏi những cái cánh rừng bao báp thì mình sẽ đi tới vùng núi nè, núi cát. Và lại thêm một cái ngôi làng ở bên ngoài vách núi luôn. Không biết ngôi làng này sao có giường không đi ngủ đi mấy bé dân làng thiệt luôn á. Ban đêm ban hôm lên nóc lều đi làm gì không biết nữa. Đó mình nhắc mới chạy xuống ngủ. Thiệt luôn, chắc đi ngắm sao chứ gì nữa. Mấy bác này cũng thích ngắm sao ấy chứ. Ê, tình cờ mình ghé ngang vùng sa mạc này mình gặp một cái tên xương gì nhìn ghê lắm. Ủa sao nó đánh đau vậy? Ai ui, con xương nó hơi bị nguy hiểm nha. Thuốc hồi máu tức thì. Hình như con xương đó là boss hay sao ấy. Cơ. Là phép. Mình giết được hắn rồi. Oh my god. Ủa nó là con xương bình thường mà sao nó mạnh vậy ta? Hình như. Khoan. Hình như mình tìm được một cái mẫu hóa thạch gì nè. Và nó mở ra cái thành tựu là kiểu như là ai đã tiêu diệt cái con này á. Ủa cái này là hóa thạch con gì mà to vậy ta? Từ đuôi mà tới đầu nó dài chắc mấy chục ô ấy. Khủng thiệt. Oh my god. Lần đầu tiên thấy trọn bộ một cái hóa thạch mà nó lộ thiên như vậy luôn. Ê để mình coi nó có rương không. Có rương. Yêu. Tưởng đâu trúng anh chứ. Nó có đúng cái rương à. Nhưng mà phải công nhận là cái hóa thạch này to thiệt. Rồi và ở dưới ngay cái phần sau của cái hóa thạch nó có một cái kim tự tháp luôn nè. Chắc mình sẽ vô mình coi thử coi trong kim tự tháp này nó có gì nào. Đi xuống dưới. Đi xuống đường này. Ê! Hên. Mình đập kịp. Không là đi rồi. Nó nổ cho bên xác. Có mật ong. Kim cương 2 viên. Tiếp tục là mật ong nè. Ok. Cũng tạm tạm đi. Cũng không tới nổi. Giờ phải làm sao bay lên nó mà cám vấn đề nè. Rồi lưu rồi đó. Bay lên. Ây da. Vậy là mình vẫn chưa có được thấy một cái ngôi làng. Không. Cái bộ tộc nào hết. Cái chuyến khám phá này đã kéo dài mấy ngày liền rồi. Đi qua cũng không biết là bao nhiêu vùng đất. Là một cái thành tựu ở đây thôi mà. Khó vậy ta. Thôi nhưng mà cố lên nè. Mình không thể nản lòng sớm như vậy được. Thử một lúc nữa xem. Khoan. Mình gặp ở đây là kangaroo. Úi trời ơi. Kangaroo nè. Để mình kiếm vòng vòng đây coi có cà rốt trong tự nhiên không. Không có. Không biết có ăn cà rốt vàng không ta. Để mình thử nha. Không ăn được. Hình như em này sẽ ăn cà rốt đấy. Kangaroo. Kang
Diamond. Hình như em này mình có thể cho mặt giáp ngựa kim cương được á, và mình có thể thu phục được luôn. Để mình lượn vài vòng mình kiếm coi có cà rốt mọc tự nhiên không. Có cà rốt mọc tự nhiên rồi mình quay lại mình thu phục được á. Ôi đây 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 đây. Nhưng mà đây là một nhóm nhỏ trong bộ tộc thôi. Vậy là chắc cái tên tộc trưởng cũng gần đây thôi hả? À, bộ tộc ạ. Bộ tộc OT hả? Mình xin cái mặt nạ một xíu gì mình trà trộn vô bộ tộc. Như vậy là có thể là bộ tộc OT đang ở gần đây nè. Mình đã có một manh mối rồi. Bám theo manh mối này mình sẽ bay vòng vòng khu vực này để mình tìm cái bộ tộc ha. Mình không chắc là nó ở gần đây, nhưng mà nếu mà gặp được những cái thành viên trong bộ tộc là chắc chắn là phải có bộ tộc chứ, đúng không? Lượn qua đây xí. Ở bên đây là vách núi rồi. Vậy là ở đâu ta? Mình muốn nôn nóng gặp cái tên tộc trưởng quá. Ngồi luôn gặp nguyên một cây nấm đại thụ bên đây nữa. Ở đây rồi. Mình đã đoán chính xác. Đây chính là căn cứ của bộ tộc Hổ Tê. Thì ra nó ở bên đây. Tới công chuyện thôi. Sao nó xây cái nhà cầu thang bắt giải tích kia dữ vậy? Không hiểu luôn. Và cái tên... À chưa. Ui. Phát hiện mình rồi. Cái tên tộc trưởng nó phát hiện mình. Mình phải giả bộ làm thành viên trong bộ tộc mới được. OT, có ai nhà không? OT. Đó. Mình có thể nói chuyện và trao đổi được ha. Tại vì mình là thành viên trong bộ tộc khi mà đeo cái mặt nạ vào. Cô OT. Ok. Thấy ghê chưa? Ghê quá à. Tên nào mà lợi phát là xét tạo ra một cái tia mặt trời đánh xuống là đen thui luôn. Mình làm trái táo hoàng lấy bình tĩnh lại. Chuẩn bị khô máu nha. Cởi cái nón ra là khô máu liền. Khô máu vô. Quýnh lẹ. Oh no. Quýnh lẹ. Ui, hắn đẩy lùi mình. Đẩy lùi hả? Tên bụng bự. Bụng bự nè. Bụng bự. Ui, tia mặt trời. Hắn định làm cái gì á? Ui. Hắn sử dụng tia mặt trời cực mạnh. Ui dạ. Né ra. Hắn mạnh quá. Mình phải kết thúc hắn sớm. Đánh lẹ. Hắn tấn công kìa. Bây giờ mình không thể đánh cận chiến hắn được rồi. Mấy tên lính có mối liên kết với hắn hay sao á? Bác dân làng đi. Dầu sôi lửa bỏng mà bác dân làng còn lại đây chơi nữa. Hắn chuẩn bị gọng từ chiều cuối đó. Hình như có cái tên nào lắc cái gì á. Này lắc cái gì nè. Mình phải giết mấy tên lắc mới được. Giống như là những cái tên truyền sức mạnh cho hắn vậy á. Chính xác, những cái tên lắc là những tên truyền sức mạnh cho hắn. Ra là vậy. Ui. Hắn gồng từ chiều cuối. Chặt rồi nè. Yes, thành công rồi. Mình đã đánh bại thành công tên tập trưởng của một tập OT rồi. Mấu chốt ở đây là mình phải tiêu diệt cái nguồn sức mạnh của hắn, chính là những cái tên mà cầm cái chuông mà lắc á. Và hắn cho mình một cái mặt nạ nè. Quá dữ.
cái mặt nạ này thì nó sẽ không bao giờ vỡ ha. Và khi mình có thể sao ta chuột phải để trở lại cái mặt nạ là sao? Mình thử mình út mà bộ tóc này mình giết hết rồi. Tức là khi mình đeo mặt nạ này, mình sử dụng cái mặt nạ từ những cái tên thú nhân thường á, là nó sẽ triệu hồi ra một cái tên trong bộ tộc á nè, chẳng hạn như vậy nè. Đó, là triệu hồi ra tên một tên trong bộ tộc. Wow, công dụng nó là vậy á. Cũng hay á chứ, kiểu như mình tạo ra một cái bộ tộc riêng cho mình. Dữ luôn. Rồi, và đây lại có một cái ngôi làng ở lều nữa nè. Ây da, cuối cùng cũng xong được một cái nhiệm vụ rồi. Mình sẽ coi nó cho mình phần thưởng gì. Đánh này hơi mệt đó nha. Cho đồ. Cho mấy cái này như đi. Cho mình gì đây? Cho mình một cái búa. Ủa sao mất tiêu rồi? Ê? Kìa. Mình triệu hồi ra mình cũng có thể thu hồi lại luôn. Wow. Thu hồi lại. Thu hồi mấy tên trong bộ tập lại. Rồi cắt vô trong đi ha. Ủa nãy nó cho mình cái búa mà ta sao mất tiêu rồi? Một ba lô mini. Ủa rõ ràng hồi nãy mình thấy cái túi mà ta. Ủa gì cái hammer gì mà sao mất tiêu, nó thu hồi của mình lại rồi. Chơi mà chơi lấy lợi. Buồn luôn. Thôi đi tiếp nào. Mình đã tìm được cái vùng Savanna và bộ tộc OT rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử đi tìm tiếp cái kiểu như là vùng băng á. Ở trên đây nó còn thêm một cái con tàu nữa nè. Lần trước mình vô là nó cho mình cái netherite luôn. Một foil netherite. Mình thử lần này mình vô coi nó có cho mình foil netherite giống như lần trước không nha. Mình đi một phát xuống dưới luôn. Cái khi mình gần hư rồi nên mình sẽ hạn chế đỡ nhất có thể. Dạ. Người cho heo liều. Ồ, nó chỗ quá trời bụng nên đều rít luôn nè. Kim cương. Ồ. Bình tĩnh lại cưng. Bình tĩnh lại nào. Rồi. Táo vàng cường hóa. Ngân liền. Sách. Giáp kim cương, giáp ngựa kim cương. Rồi đấy là toàn bộ những thứ mà xịn nhất mình có thể lượm rồi ha. Theo kinh nghiệm mình loot từ hồi nãy. Tóm lại sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình đã có được nhiều hơn là mất ha. Có được một cái mặt nạ của tên tộc trưởng Baroka nè. Đúng không ta? Baroka. Cái tên này không nhớ nữa. Đồng thời thì mình cũng có thêm một ít cái bụi netherite cũng như là một foil netherite luôn. Mình đã cất sẵn ở trong ba lô rồi. Đây. Đó, mong rằng trong chuyến khám phá sau thì mình sẽ cứ cái đà may mắn này phát huy ha, tìm thêm được vùng băng và đánh bại tiếp những cái con boss trong cái phần nhiệm vụ. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.